Chào các em, chúng ta đã học được 3 tiết chương không gian vector. Các em thấy trong chương này nó xuất hiện rất là nhiều cái khái niệm mới mà có liên quan chặt chẽ với nhau. Ví dụ như là trong tiết học hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập đến tọa độ của một vector đối với một cơ sở. Như vậy là đụng đến khái niệm tọa độ vector thì đụng đến khái niệm cơ sở. Mà trong tuần trước mình thấy rằng là đụng đến khái niệm cơ sở của một không gian vector thì chúng ta lại gặp cái định nghĩa về hệ sinh và hệ độc lập tuyến tính. Rồi đụng đến khái niệm hệ sinh thì chúng ta lại gặp cái khái niệm tổ hợp tuyến tính của một không gian vector. Bởi vì là người ta định nghĩa một cái tập M lớn trong không gian vector V là một cái hệ sinh của không gian vector V, khi mà tất cả các cái vector trong không gian vector V đều là tổ hợp tuyến tính của các cái phân tử trong cái tập hợp M. Như vậy là cứ cái khái niệm sau á, nó được định nghĩa dựa vào các cái khái niệm trước đó, nó liên quan chặt chẽ với nhau như vậy. Cho nên rõ ràng là chúng ta phải nắm thật là vững các cái khái niệm này. Chẳng những nắm vững khái niệm để mà tiếp thu cái khái niệm mới, mà chúng ta còn biết rằng là các cái định nghĩa của các khái niệm này còn là cái công cụ để làm toán. Ví dụ như là em muốn chứng minh một cái hệ độc lập tuyến tính hay là phụ thuộc tuyến tính, thì ngoài cách sử dụng tính chất thì chúng ta có một cách đó là dùng định nghĩa. Thế hôm nay á, trọng tâm của bài học là tọa độ vector và phép biến đổi tọa độ, thì nó liên quan đến cơ sở của một không gian vector. Do đó trước hết thì chúng ta cùng nhau nhắc lại khái niệm cơ sở của một không gian vector. Người ta nói rằng là tập hợp M các vector trong không gian V được gọi là cơ sở của vector của không gian vector V nếu M nó vừa là tập sinh vừa là tập độc lập tuyến tính. Với định nghĩa như thế này thì em thấy rằng là muốn là cơ sở thì phải thỏa hai điều kiện. Thứ nhất là tập sinh, thứ hai tập độc lập tuyến tính. Vậy thì có những không gian vector nó không có cơ sở. Các em biết là không gian vector nào không? Đó là không gian vector mà chỉ chứa cái vector không. Tại vì sao như vậy? Bởi vì trong cái không gian vector mà chỉ có chứa vector không không á, thì nó không có một cái hệ nào độc lập tuyến tính. Bởi vì ta học rằng là một cái hệ mà chứa vector không là một hệ phụ thuộc tuyến tính. Như vậy là đối với một không gian vector thì chúng có thể có cơ sở, chúng có thể không có cơ sở. Có cơ sở thì có thể là có một hoặc là nhiều cơ sở. Cái thứ hai là số vector trong mọi cơ sở nếu có của không gian vector đều bằng nhau. Và số vector đó gọi là số chiều của không gian vector V mà người ta gọi là dim V. Cái thứ ba cần nhắc lại đó là trong một không gian vector V có số chiều bằng n thì mọi tập M lớn độc lập tuyến tính mà có n vector thì đều là cơ sở của vector V. Cái phần thứ ba này á, nó giúp cho mình một cái phương pháp để chứng minh một hệ vector là cơ sở của không gian vector V nhanh chóng hơn là định nghĩa. Bởi vì theo định nghĩa đó thì muốn là cơ sở thì phải chứng minh hai điều. Thứ nhất, độc lập tuyến tính, thứ hai là hệ sinh. Thì ở đây đó, nếu mà không gian vector V n chiều, số chiều là n, mà cái hệ M của mình á có n vector, số chiều không gian bằng số vector trong hệ M, thì lúc đó muốn chứng minh M là cơ sở, ta chỉ cần chứng minh M độc lập tuyến tính. Các em nhớ cái điều này. Thế bây giờ chúng ta học qua cái khái niệm mới, đó là tọa độ của một vector. Trong không gian vector V n chiều với một cơ sở được sắp thứ tự là cái cơ sở B, ta sắp thứ tự nó x1 trước đến x2, x3 vân vân, xn. Với mỗi phần tử x thuộc V thì em biết rằng là nếu B là một cái cơ sở của không gian vector đó thì bất kỳ vector x nào trong không gian vector V này đều là tổ hợp tuyến tính của các cái phần tử trong B. Bởi vì B nó là cơ sở thì nó là hệ sinh mà. Thế thì x nó sẽ được diễn tả là tổ hợp tuyến tính các cái vector trong B.
tức là x bằng t1 x1 cộng t2 x2 cộng vân vân cộng tn xn. Và cũng xin lưu ý các em rằng là cái việc biểu diễn vector x qua cái hệ x1 x2 xn này nè, việc biểu diễn này là duy nhất, đây là một cái định lý. Và lúc đó đó thì các cái số t1 t2 tn này nè, nó lập thành ra một cái bộ gồm có n thành phần như thế này đây. Và cái bộ này nè, người ta gọi đó là tọa độ của vector x đối với cái cơ sở B cho trước. Và thường thì tọa độ của vector người ta hay ký hiệu dưới dạng là ma trận cột. Ta nói rằng là khi cần tính toán dưới dạng ma trận thì ta viết tọa độ của một cái vector dưới dạng ma trận cột như sau. X đây, đây là ma trận cột. Gọi là ma trận cột là bởi vì nó có một cột thôi, nó có thể có nhiều dòng T1, T2, vân vân, TN. Lấy đúng thứ tự nha các em. T1 là phải viết trước, rồi đến T2, rồi đến TN. Nói thêm một tí về cái sắp thứ tự thế này. B họ cho là một cơ sở. Sắp thứ tự là X1 trước X2 sau, đến X3, X4, XN. Thế nếu em tráo thứ tự, em để X2 trước, rồi đến X1 sau. Lấy X2 làm thành phần thứ nhất, vector thứ nhất. X1 làm cái vector thứ hai. Thì lúc đó đó mình cũng có cái hệ mới. Ví dụ mình đặt tên là B phết, thì cái B phết đó cũng là một cái cơ sở, dễ dàng chứng minh được nó là cơ sở của V. Và lúc đó đó thì cái X nó sẽ diễn tả là T2 X2 cộng T1 X1 cộng vân vân, cộng giống cái phần phía sau đó. Thì lúc này tọa độ vector X đối với cái cơ sở mà X2 em biết trước, X1 em biết sau đó, thì chỗ này nè là T2 trước nè đến T1. Đầu tiên là T2, sau đó là T1. Như vậy là cái thứ tự của các cái vector trong cơ sở của một không gian vector mà khi mình lấy nó ra để mình tính tọa độ của một vector x trong V theo nó đó, thì em nhớ rằng cái tính thứ tự rất là quan trọng. Để hiểu hơn cái khái niệm tọa độ vector, chúng ta thử xét một cái ví dụ sau đây. Trong R3 cho vector x, trong R3 thì vector x nó có 3 thành phần, 1, 0, 3. Các thành phần này là các con số thực. Câu hỏi đặt ra là tìm tọa độ của vector x này đối với cơ sở sau đây. B họ cho là cơ sở rồi, nó có chứa 3 vector. Đây là vector x1, vector x2, vector x3 được sắp đúng thứ tự. Bây giờ tìm tọa độ của x nghĩa là tìm cái gì? Thì như vừa rồi ta mới nói, tọa độ của vector x đối với một cơ sở thường được viết dưới dạng ma trận cột. Ta giả sử nó là T, M, P. Cái nhiệm vụ của chúng ta là tính T, tính M và tính P. Tìm T, M, P sao cho? Theo định nghĩa thì nếu đây nè, cái ma trận cột này là tọa độ vector x đối với cơ sở B, thì ta phải có x là T1, T lần cái x1, vector thứ nhất trong cái cơ sở B, cộng với M lần, vector thứ hai trong cơ sở B, cộng với P lần, vector thứ ba trong cơ sở B. Bây giờ ta tính toán thử xem là T là bao nhiêu, M là bao nhiêu và P là bao nhiêu. Họ cho x là 103, ta viết lại 103 bằng. Bây giờ ta tính toán bên phải, ta tính nhân một tí nha. Nếu làm từ từ thì ta sẽ nhân T vào, rồi nhân M vào, nhân P vào, thực hiện toán nhân trước, sau đó mình cộng là phép toán thứ hai. Ở đây chúng ta làm một lần hai chuyện đó luôn. Cái thành phần thứ nhất của cái vector bên phải này nè, có phải là lấy ba cái thành phần thứ nhất của ba vector, của ba vector này cộng lại với nhau. Thì em thấy nè, thành phần thứ nhất sau khi mình nhân vào thì được chỗ này là chữ T. T nhân 1, đó là T. Thành phần thứ nhất của vector thứ hai sau khi nhân vào là M. Thành phần thứ ba là P nhân 0, tức là 0. Vậy thì cộng ba thành phần lại, tức là lấy T cộng M cộng với 0. Cho nên thành phần thứ nhất này là T cộng M. Em theo kịp không? Thành phần thứ hai thì ta làm tương tự, ta lấy ba cái thành phần thứ hai của ba vector mà sau khi đã nhân các cái số thực vào rồi đó, thì ta có nè, T nhân 1 thành phần thứ hai của vector thứ nhất
đó là t. M nhân với 0 là m và p nhân 1 là p. Như vậy thành phần thứ hai này chính là t cộng 0 cộng p. Như vậy em có là t cộng p. Thành phần thứ ba thì ta có t nhân 0 là 0 rồi. M nhân 1 là m. P nhân 1 là p. Như vậy thành phần thứ ba là 0 cộng m cộng p. Ta có m cộng p. Đến đây, ta có hai vector bằng nhau thì các thành phần tương ứng của nó bằng nhau. Như vậy em có này. T cộng m thành phần thứ nhất nó bằng 1, thành phần thứ nhất bên đây. Tương tự thì t cộng p bằng 0. Và m cộng p thì bằng 3. Đó. Ta giải cái hệ này ra. Ta tìm t, m và p. Cái việc giải này thì quá đơn giản, bấm máy tính cũng được. Đây là cái hệ bậc nhất mà. Kết quả cho ta t bằng trừ 1, m bằng 2, p bằng 1. Em cầm ba cái giá trị ta vừa tính đó, em thế vào đấy theo đúng thứ tự, t là trừ 1, m là 2 và p là 1, thì coi như ta biết tọa độ vector x đối với cơ sở B. Tôi biết x là trừ 1, 2, 1. Đó. Cái ví dụ 1 này làm cho mình hiểu hơn định nghĩa tọa độ của một vector x đối với một cơ sở. Em theo kịp chưa? Bây giờ chúng ta xem một khái niệm mới là ma trận chuyển cơ sở. Thế hồi nãy có nói rằng là trong một không gian vector có thể nó có nhiều cơ sở. Thế bây giờ đối với một cơ sở thì vector x nó có một cái tọa độ đối với cơ sở đó. Hai cơ sở khác nhau đối với hai cơ sở khác nhau thì tọa độ của x nó sẽ khác nhau. Và cái phần phía sau này là mình muốn tìm cái mối liên hệ giữa tọa độ vector x đối với cơ sở B và tọa độ của vector x đối với cơ sở B phết, xem hai cái tọa độ nó có liên quan với nhau như thế nào. Thế muốn biết chuyện này thì trước hết chúng ta tìm hiểu về cái ma trận chuyển cơ sở, chuyển từ cái cơ sở này sang cái cơ sở kia. Ta gọi B và B' là hai cơ sở của không gian vector V. Gọi S là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B'. Thế ta muốn biết rằng cái ma trận S này nó như thế nào. Thì người ta nói rằng là lúc này cái ma trận S á, cái cột thứ y của nó là gì? Là tọa độ của vector thứ y trong B' mà đối với cơ sở B. Cái chỗ này á, các em phải hết sức lưu ý cái thứ tự. Còn nếu không là mình nhầm. Người ta nói S là ma trận chuyển từ cái cơ sở B sang cơ sở B phết á, thì em phải đi tính các cái vector trong đâu? Trong B phết. Tính nó theo cái cơ sở B. Chuyển từ B sang B phết thì tính tọa độ các vector trong B phết theo B. Vector thứ nhất tính ra được tọa độ rồi. Mình viết thành cái cột thứ nhất trong S. Vector thứ hai, tức là vector thứ hai trong B phết á, tính tọa độ vector đó theo B và viết thành cột thứ hai trong cái ma trận S. Một cách tổng quát là cái cột thứ y trong ma trận S nó chính là tọa độ của vector thứ y trong B phết đối với cơ sở B. Em nắm được chưa? Và có một điều ngược lại đó là nếu mà ma trận S là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết thì người ta chứng minh được rằng là cái ma trận mà chuyển cơ sở từ B phát sang B là ma trận nghịch đảo của ma trận S, tức là ma trận S mũ trừ 1. Rồi, bây giờ để nắm được khái niệm này, chúng ta sẽ xem cái ví dụ sau đây. Trong P2X, P2X nó là không gian vector chứa các cái đa thức có ẩn là X và có bậc bé bằng 2. Trong không gian P2X này họ cho mình một cái cơ sở là B 1 x x bình phương. Cơ sở này có 3 vector. Vector thứ nhất là 1, vector thứ hai là x, vector thứ ba là x bình phương. Cái cơ sở này người ta còn gọi là cơ sở chính tắc của P2X.
Câu hỏi thứ nhất là chứng minh rằng cái hệ gồm 3 vector 1 x trừ 1 x trừ 1 bình phương mà mình ký hiệu là b phết này đó, nó là cơ sở của P2X. Rồi, đục đến cơ sở đây. Thế chúng ta nhớ lại rằng là muốn chứng minh một cái hệ vector nó là cơ sở của một không gian vector, nếu dùng định nghĩa thì chúng ta phải chứng minh hai điều. Thứ nhất, chúng ta phải chứng minh rằng cái hệ này nó là một hệ độc lập biến tính. Cái thứ hai, chúng ta phải chứng minh nó là hệ sinh ra không gian vector P2X. Tức là mọi vector trong P2X đều được biểu diễn là tổ hợp tuyến tính của các vector trong bề phết. Tuy nhiên, đầu giờ có nói rằng là, có nhắc lại cái ý thứ ba khi mà nhắc về cơ sở đó. Thì nếu như mà không gian vector V của mình có số chiều là N, mà cái hệ của mình cũng có N vector, thì khi đó muốn chứng minh cái hệ của mình là cơ sở của không gian vector V đó, chúng ta chỉ cần chứng minh rằng cái hệ của mình là hệ độc lập tuyến tính. Các em nhớ không nào? Hồi nãy mình có nhắc lại cái điều này. Vậy thì đây anh thấy nè, cái P2X đó, họ cho cơ sở của nó gồm có 3 vector, cho nên cái không gian vector P2X này là một không gian có số chiều là 3. Cái hệ B phết của mình có 3 vector. Vậy thì bây giờ muốn chứng minh cơ sở thì ta chỉ cần chứng minh B phẩy là một cái hệ độc lập tuyến tính. Đây, chúng ta lập luận này. Vì số chiều của P2X bằng 3 nên chỉ cần chứng minh B phẩy độc lập tuyến tính là cũng đủ để kết luận rằng B phẩy là cơ sở của P2X. Rồi ta lại phải nhớ về độc lập tuyến tính. Thế ta muốn chứng minh cái hệ B phết này độc lập tuyến tính thì ta chứng minh cái gì nè? Ta chứng minh rằng là nếu ta lấy M nhân vector thứ nhất, vector thứ nhất đây là 1. Nó là con số nhưng mà trong không gian vector ta gọi nó là vector. M nhân 1. Lấy số thứ hai là T, số thực, nhân với vector thứ hai là x trừ 1. Cộng số thực là K nhân vector thứ ba trong B phết là x trừ 1 bình phương bằng vector 0 trong P2X. Trong P2X, vector 0 á, là một cái đa thức có dạng như thế này. Vector 0 tức là 0x bình cộng 0x cộng 0 đó. Ta muốn chứng minh rằng B phết độc lập tuyến tính thì ta chứng minh rằng nếu có cái điều này nè, cái đẳng thức này nè, thì ta phải suy ra rằng M bằng T bằng K bằng số 0. Ta chứng minh điều đó. Ta khai triển nè. M nhân 1 tức là M nhân vào TX trừ T. Chỗ này khai triển hàng đẳng thức, ta được là x bình phương trừ 2x cộng 1 bằng vector 0. Đến đây chúng ta đặt nhìn tử chung, sắp xếp thứ tự, bậc từ cao đến thấp, thì chúng ta được là kx bình phương nè. Còn chữ x thì đâu? Em thấy chỗ này có tx, chỗ này nhân vào là có trừ 2kx. Vậy có phải làm được là t trừ 2k tất cả nhân x không? Hằng số tự do là, đây là m, đây là trừ t, và đây là cộng k, bằng phần tử 0. Nhưng mà phần tử 0 vừa giới thiệu đó là 0x bình phương cộng 0x cộng 0. Thế hai cái đa thức bên trái bên phải nó bằng nhau, thì các cái hệ số tương ứng của nó phải y như nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái hệ sau đây. Bên đây là 0x bình thì bên đây cũng phải là 0x bình. Như vậy ta có k bằng 0. Hệ số của x cũng phải bằng 0. Như vậy là t trừ 2k bằng 0. Và hệ số của cái hằng số tự do cũng phải bằng 0 luôn. Em có m trừ t cộng k bằng 0. Ta giải hệ này. Hàng thứ nhất cho k bằng 0. Thế xuống phía dưới, ta rút ra t bằng 0. Rồi k bằng 0, t bằng 0 thì mình thế vào cái phương trình số 3, mình suy ra m bằng 0 luôn. Như vậy rõ ràng từ hệ này ta có k bằng t bằng m bằng 0. Vậy là từ đẳng thức ban đầu, m lần vector thứ nhất trong b phết cộng t lần vector thứ hai trong b phết cộng k lần vector thứ ba trong b phết mà bằng vector 0, thì phải dẫn đến là ba con số k, t, m đều bằng 0. Vậy thì theo định nghĩa, ta nói rằng là hệ b phết này là hệ độc lập tuyến tính. Và theo định lý thì lúc đó b phết là một cơ sở của không gian P2X. Như vậy ta chứng minh xong câu A. B phết là cơ sở của P2X.
Câu B, tìm ma trận S chuyển cơ sở từ B sang B phết. Rồi, ta ghi lại hai cơ sở này. Đây là cơ sở B, đây là cơ sở B phết. Cái chỗ này hồi nãy có nhắc rồi, coi chừng nhầm. Phải tính cho đúng, tính cái gì theo cái gì. Thì ở đây á, tìm ma trận S là chuyển từ cơ sở B sang cơ sở B phết. Thì chúng ta phải tính tọa độ các vector trong cơ sở B phết theo các cái vector trong cơ sở B. Em phải nhớ như vậy. Vậy thì chúng ta phải tính cái gì? Ta phải tính cái gì để suy ra cái ma trận S này? Ta phải tính tọa độ vector thứ nhất, tức là số 1 ở đây nè, trong cái B phết đó, tính theo các cái vector trong cái cơ sở B. Trong cơ sở B có 3 vector là 1, x và x bình phương. Mình cần phải biết là 1 bằng bao nhiêu vector thứ nhất, cộng bao nhiêu vector thứ hai, cộng bao nhiêu vector thứ ba. Bên tay trái không có x bình phương. Vậy thì chỗ này phải là số 0, không x bình phương. Bên tay trái không có x, vậy thì cái chỗ này phải là mất x đi. Vậy thì hệ số của x bên tay phải phải là số 0. Đó. Hằng số bên đây là 1, thì đương nhiên chỗ này phải là 1. Để 1 x 1 bằng 1 giống bên đây. Đó. Như vậy thì cái vector thứ nhất trong B phết là số 1 này nè. Tính nó theo các vector trong B thì ta được như thế này. Vậy ta nói rằng là tọa độ của 1 đối với B là 1, 0, 0. Và ta viết đó thành cột thứ nhất trong S. 1, 0, 0. Ta sẽ đi tìm cái cột thứ hai của cái ma trận S. Cột thứ hai này sẽ là gì nè? Sẽ là tọa độ của vector thứ hai trong cơ sở B phết đối với cơ sở B. Tức là ta đi tính x trừ 1 theo 1, x và x bình phương. Bên tay trái không có x bình phương. Vậy thì hệ số x bình phương bên tay phải phải là số 0. Như vậy chỗ này ta được số 0. Bên tay trái là 1x. Vậy thì hệ số x bên phải là 1. Chỗ này là số 1. Bên tay trái hằng số tự do là trừ 1. Vậy thì bên tay phải chỗ này có phải là trừ 1 không? Trừ 1 x 1 là trừ 1. Ta vừa tính được tọa độ vector thứ hai trong B phết là x trừ 1 đối với cơ sở B, đó là trừ 1, 1, 0. Và ta viết đó thành cột thứ hai trong S. Vậy cột thứ hai trong S là đây, trừ 1, 1, 0. Chắc là các em có thể tính toán được tọa độ của vector x trừ 1 bình phương theo B. Ta làm tương tự thôi các em. Mình khai triển cái bên trái ra đó thì mình được là x bình phương trừ 2x cộng 1. Như vậy là bên tay trái nó có 1x bình phương. Vậy thì bên tay phải phải là 1x bình phương. Dễ thấy rằng hệ số x bình phương chỗ này là số 1. Vừa nói rằng bên tay trái khai triển ra hệ số x là trừ 2. Vậy thì bên tay phải hệ số x cũng phải là trừ 2. À, chỗ này nè là trừ 2. Rồi bên đây có số mấy? Có số 1. Thì bên đây phải là 1 lần 1. Đây, ta có số 1. Vậy tọa độ của vector thứ 3 trong B phết tính theo cơ sở B là 1, trừ 2, 1. Ta viết đó thành cột thứ 3 trong S. Vậy ta có cột thứ 3 của S là 1, trừ 2, 1. Ta vừa làm xong câu B. Ta vừa tìm được cái ma trận S chuyển cơ sở từ B sang B phết. Tính toán như vậy, có nhanh lắm không? Các em theo kịp chưa? Chúng ta thử tìm hiểu câu C, xem đề hỏi cái gì. Câu C thì họ hỏi ngược lại. Tìm ma trận P là chuyển cơ sở từ B phẩy sang B. Vừa rồi là mình có ma trận S á, là chuyển từ B sang B phết. Còn bây giờ họ hỏi cái ma trận là ma trận P chuyển cơ sở từ B phết sang B. Ta viết lại B với B phết đây. Bây giờ muốn tìm cái ma trận P thì chúng ta có hai cách làm với các em. Ma trận P là cái ma trận mà chuyển từ B phết sang B. Cách thứ nhất là tôi dùng định nghĩa. Theo định nghĩa thì
cái cột thứ nhất trong P đó chính là tọa độ của vector thứ nhất trong P mà tính theo P phết. Nhắc lại một lần nữa, khi em nói cái ma trận chuyển từ P phết sang P, tức là em đã phải tính các cái vector trong P theo cái cơ sở P phết. Tính ngược lại như vậy đó, ta đi tính tọa độ của vector đầu tiên trong P là 1 theo cái cơ sở P phết này. Đó, chúng ta cần phải biết được tọa độ của 1 là bao nhiêu. Thế em thấy nè, 1 ở bên đây không có x bình phương, vậy thì bên đây phải không có x bình phương. Như vậy thì cái chỗ này phải là số 0, đúng chưa nào? Nếu không phải là số 0 thì nhân vào em có được x bình phương, có được bao nhiêu x bình phương đó. Mà bên tay trái thì lại không có x bình phương là không được. Vậy chỗ này phải là số 0. Mà là số 0 thì coi như mất hết cái soạn thứ ba rồi. Lập luận tương tự như vậy thì em thấy bên tay trái nó không có chữ x, thì bên tay phải phải không có x. Như vậy thì chỗ này nó phải là số 0. Đó, mất luôn. Đây là 1, thì rõ ràng chỗ này nó phải là số 1. Vậy thì tọa độ của vector thứ nhất là số 1 đó, trong B đó, tính theo B phết là 1, 0, 0. Chúng ta viết thành cột 1 trong B là 1, 0, 0. Ta đi tính tọa độ vector thứ hai trong B là x theo cơ sở B phết. Ta có nè, bên đây không có x bình phương, thì bên phải phải không có x bình phương. Như vậy chỗ này là số 0. Bên tay trái nó có 1x, vậy bên tay phải cũng phải có 1x. Vậy thì chỗ này nó phải là số 1. Mà là số 1 rồi, thì em thấy nè, nhân vô đây, hằng số là trừ 1. Mà bên tay trái thì không, hằng số là số 0. Vậy thì ở đây có trừ 1 rồi, thì phải thêm số 1 vào nữa để được số 0. Như vậy thì cái chỗ này ta có 1 lần. 1 x 1 là 1, đây có trừ 1 là số 0. Đó. Ta có vector thứ hai là vector x trong cơ sở B, tính theo cơ sở B phết, tọa độ là 1, 1, 0. Đó là cái cột thứ hai trong P, 1, 1, 0. Cuối cùng ta đi tính tọa độ vector x bình phương theo ba vector trong B phết. Ta làm tương tự. Ta lý luận rằng là bên đây có 1 x bình phương, cho nên bên đây cũng phải 1 x bình phương. Vậy thì hệ số ở đây đó là 1. Rồi. Mà nếu là 1 nha, thì khi mình khai triển chỗ này ra nè, thì mình được là x bình phương trừ 2x cộng 1, nhân 1 vào, vậy là mình được bao nhiêu x? Trừ 2x. Bên đây có x không? Bên trái không có x. Vậy phải là mất trừ 2x đi. Mà muốn là mất trừ 2x đi thì chỗ này phải là số 2 để được 2x. 2x gặp trừ 2x mất. Về hằng số thì sao? Bên tay trái không có xuất hiện cái hằng số, tức là hằng số bằng 0 đấy. Thì bên tay phải hằng số tự do cũng phải bằng 0. Thì ở đây nè, khai triển ra mình được là x bình phương trừ 2x cộng 1, nhân 1 vào, tức là mình được hằng số là số 1 nè. Cho nên em nhân vào thì em được là trừ 2. Thì trừ 2 cộng 1 thì ra là trừ 1 rồi. Vậy thì muốn mất đi thì ta cộng thêm 1 nữa. Như vậy ở đây phải là số 1. Vậy thì tọa độ vector x bình phương đối với B phết là 1, 2, 1. Ta viết nó thành cột thứ 3, 1, 2, 1 trong P. Như vậy ta tìm được ma trận P là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B, từ B phết sang B. Và các em thấy là mình làm như vậy là mình đã dùng định nghĩa để làm, đúng chưa? Nhưng hồi nãy mình có nói rằng là nếu ma trận S là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết, thì cái ma trận chuyển cơ sở từ B phết sang B chính là S trừ 1. Vậy thì P ở đây chính là S trừ 1. Cho nên mình có thể làm cái cách thứ hai như thế này các em này. Mình nói rằng là P thì bằng S trừ 1. Mà mình có S chưa? Có rồi. Tìm được rồi. Bây giờ mình tính ma trận nghịch đảo của nó. Mà muốn tìm ma trận nghịch đảo của ma trận S, ta nhớ lại trong chương 1 đó, ta có hai cách làm. Cách thứ nhất là tính toán bằng công thức. Cách thứ hai là ghép ma trận S với một cái ma trận đơn vị Y mà cùng cấp với nó, rồi dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng, ta đưa cái ma trận S về ma trận Y, thì lúc đó cái ma trận Y đó nó cũng bị biến đổi theo và nó trở thành là S trừ 1. Ta dùng cách đó ta làm cho cái bài này. Ta ghép S với Y. Đây là S cái nè, S là mình tính toán ở câu trên đó. Đây là Y nè, ma trận đơn vị cấp 3. Bây giờ phải dùng phép biến đổi sơ cấp. Ta đưa cái ma trận bên trái này, ma trận S này, về ma trận đơn vị. Tức là
cái mục tiêu là làm cái ma trận bên trái này nó giống cái ma trận bên phải này. Thì em thấy là ma trận bên trái nó có cái dòng thứ ba đó, là nó giống cái dòng thứ ba trong cái ma trận đơn vị y rồi. Như vậy thì ta nên giữ nguyên cái dòng thứ ba đi, giữ nguyên dòng thứ ba. Rồi vì dòng thứ hai muốn đưa về ma trận đơn vị thì chỗ này phải là số 0. Đây là cái dòng thứ hai trong ma trận đơn vị là 010, thì chỗ này là 01 trừ 2 là chưa được. Ta làm trừ 2 này thành số 0. Muốn vậy ta làm sao này? Cái dòng nào mà tốt rồi thì nó lấy nó làm chuẩn, nó không thay đổi nữa, lấy làm chuẩn để xử lý các dòng khác. Vậy ở đây ta giữ nguyên dòng thứ ba, dùng dòng thứ ba để xử lý dòng thứ hai, xử lý con số trừ 2 này. Em muốn trừ 2 này thành số 0 thì có phải là em lấy dòng 2 em cộng với 2 lần dòng 3 không? Lấy dòng 2 cộng 2 dòng 3 thì chỗ này em tính toán là chỗ này là số 0 này. À, chỗ này là bao nhiêu? Số 1. Chỗ này là số 0. À, đây là ví dụ đây ha. Em lấy này, dòng 2 đây là 0 cộng 2 lần dòng 3 cộng 2 lần 0 thì chỗ này vẫn là số 0 mà thôi. Lấy 1 cộng 2 lần 0 thì chỗ này vẫn là số 1. Lấy số 0 cộng 2 lần số 1 thì chỗ này em được là số 2. Rồi. Cái dòng 1 thì sao? Cái dòng 1 này phải được biến thành là 100. Nhưng mà mình sẽ làm từ từ thôi. Đầu tiên là mình xử lý số 1 này thành số 0. Vậy thì chúng ta sẽ lấy dòng thứ nhất, ta trừ đi dòng thứ ba, dòng 3 làm chuẩn. Lấy dòng 1 trừ dòng 3, 1 trừ 0 em được số 1. Trừ 1 trừ đi 0 là trừ 1. Lấy 1 trừ 1 cái vị trí này em được là số 0. Rồi, khi biến đổi bên đây thì cái bên đây nó cũng biến đổi theo luôn. Em lấy 1 em trừ 0 nè, em được số 1 ha. 0 trừ 0, vị trí này là 0. Em lấy 0 trừ đi 1, em được trừ 1. Bây giờ chỉ còn một động tác nhỏ nữa thôi thì cái ma trận bên trái nó sẽ là ma trận Y. Bằng cách là gì nè? Em làm cho số trừ 1 này thành số 0 nè. Muốn như vậy thì em biết mình làm sao không nè? Bây giờ nha, cái dòng thứ hai này nè là cũng tốt rồi phải không nè? Ta lấy dòng 2 làm chuẩn để ta xử lý dòng thứ nhất bằng cách là lấy dòng thứ nhất cộng vào dòng thứ hai. Chúng ta sẽ làm cái chuyện đó. Nó đây. Ta lấy dòng 1 cộng dòng 2. Lúc đó ta được là 1 cộng 0. Đây là 1. Trừ 1 cộng 1. Vị trí này là số 0. Lấy 0 cộng 0. Ta được số 0. Bên đây cũng phải cộng luôn. Lấy 1 cộng 0. Chỗ này là 1. Lấy 0 cộng 1, chỗ này là 1. Lấy trừ 1 cộng 2, ta được là số 1. Vậy là ta đã dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng đưa cái ma trận S ở bên trái về ma trận đơn vị đây nè. Thì khi biến đổi như vậy thì ma trận đơn vị ở bên tay phải lúc ban đầu đó nó bị biến đổi thành cái ma trận này. Và mình học trong chương số 1 thì lúc này cái ma trận bên tay phải này nè, nó chính là ma trận S trừ 1. Vậy thì ta nói rằng là P bằng S trừ 1 bằng ma trận nào? À, ta lấy cái này ta bỏ vào đây. Đây chính là P. Em thấy cái kết quả này nó cũng giống như ta làm trong kết 1. À, chúng ta tìm hiểu tiếp về một cái kiến thức nữa, đó là biến đổi tọa độ. Ta gọi S là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết. Thì đương nhiên lúc này S trừ 1 lại là ma trận chuyển cơ sở từ B phết sang B. Như vậy là trong cái không gian vector B mà người ta cho ở đây á, nó có ít nhất là có hai cái cơ sở là cơ sở B và cơ sở B phết. Bây giờ người ta nói thế này nè, cái vector x nhỏ trong không gian vector V đó, tọa độ của nó đối với cơ sở thứ nhất B là x lớn. Cũng vector x này thôi chứ không phải là vector khác, vector x này. Nhưng tọa độ của nó đối với cái cơ sở B phết là X phết. Vấn đề đặt ra là họ muốn tìm cái mối liên hệ giữa X lớn và X lớn phết này. Họ muốn biết X lớn bằng bao nhiêu X lớn phết này. Và tính ngược lại là X phết bằng bao nhiêu X. Thế thì ta muốn nè, X bằng bao nhiêu X phết. Thì nó có cái công thức để diễn đạt cái mối liên quan giữa x và x phết. Thế để cho dễ nhớ đó, để công thức này nè, bởi vì cái chỗ này nó dễ nhầm lẫn lắm. À, em mà làm nhầm thứ tự một cái là nó sai bài toán liền. Thì để cho các em khỏi nhầm lẫn á, thì tôi đề nghị các em nhớ như thế này nè. Đầu tiên mình hỏi rằng là x này thuộc
liên quan đến cơ sở nào? Liên quan đến cơ sở B. Họ cho x là tọa độ của vector x nhỏ đối với cơ sở B. X phết liên quan đến cơ sở nào? Thì x phết liên quan đến B phết. Đó. Rồi. Cái ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết là ma trận nào? Đặt câu hỏi như vậy thì đây họ cho S. S là ma trận chuyển cơ sở từ B sang B phết. Chỗ này là chữ S. Vậy thì em điền chữ S vào đây này. Lúc đó định lý nói rằng là x lớn nó bằng S nhân x phết. Có dễ nhớ không? Bây giờ nếu em muốn tính ngược lại cái x phẩy theo x á, bằng bao nhiêu x á, thì hoặc là em lập luận tương tự như vừa rồi đó ha, thì em nói là x phẩy liên quan đến cơ sở nào? Cơ sở B phết. X thì là tọa độ của vector x nhỏ theo cơ sở nào? Theo cơ sở B. Ma trận chuyển từ B phết sang B, từ trái sang phải là ma trận nào? Thì là ma trận S trừ 1. Vậy thì em thay chỗ này bằng S trừ 1. Tức là x phết bằng S trừ 1 nhân x. Nếu các em nhớ cái kiến thức mình học trong chương 1 các em về giải một cái phương trình ma trận á, thì lúc này em có thể tính được cái x phết bằng s trừ 1x bằng cách là chỗ này nè. Nếu em chỉ nhớ x lớn bằng s nhân x phết không là cũng đủ rồi. Vì sao vậy? Bởi vì khi em tác động cái s trừ 1 á, vào hai vế, tác động ở bên trái, em nhân chỗ này cho s trừ 1. Bên này nhân s trừ 1 thì s trừ 1 nhân s là y, cho nên em có x phết nó bằng s nhân y. Đó. Ta thử làm cái ví dụ ha. Ví dụ như trong R3 cho hai cái cơ sở B và B phết như thế này. Tìm ma trận S chuyển cơ sở từ B sang B phết. Rồi. Chuyển từ B sang B phết tức là phải tính B phết theo B. Thì 1 1 0 tính theo B. Tính theo như thế nào? Thì cái này nó dễ lắm các em, bởi vì là B là ma trận là cơ sở chính tắc. Cho nên dễ thấy rằng là 1 1 0 mà diễn tả qua ba vector này nè thì chỗ này nó là số 1. Chỗ này nó là số 1. Chỗ này nó là số 0. Em tính toán em thấy rất dễ dàng, nhân vô cộng lại nó ra đúng cái này nè. 1 1 0 thì diễn tả là 1 1 0. Dễ nhớ lắm. 0 1 1 mà diễn tả qua cơ sở này, hỏi bao nhiêu thì chỗ này là 0, đúng thứ tự các em. Chỗ này là bao nhiêu? Là 1. Chỗ này là bao nhiêu? Là 1. Hỏi 101 là vector thứ ba trong B phết mà tính qua cái cơ sở B thứ nhất là bao nhiêu? Hỏi là bao nhiêu thì mình làm chỗ này là số 1. Chỗ này là 0. Đây nè, 0 này nè. Chỗ này là số 1. Rất dễ nhớ. Vậy thì S nó bằng 1 0 1 1 1 1 0. Lấy cái tọa độ vector thứ nhất viết thành cột 1. Lấy tọa độ vector thứ hai là 0 1 1 viết thành cột thứ hai, 0 1 1. 1 0 1 là cột thứ ba, ta tìm được S. Bây giờ vector x có tọa độ đối với B phết là 3 trừ 1 0, hỏi vậy cho x đối với cơ sở B là bao nhiêu? Thế thì ta làm cách thứ nhất là thế này. Ta đặt x và x phết là tọa độ vector x nhỏ đối với hai cơ sở này. Thì vừa rồi á, em nhớ cái mối liên hệ không? X bằng S nhân x phết. Như vậy thì x bằng gì nè? S mình có chưa? Có rồi, mình mới tính xong. Trong câu A, x phẩy có chưa? Có rồi, để cho 3 trừ 1 không viết dạng ma trận cột. Mình lấy hai ma trận để mình nhân nhau. Mình nhân nhau. Cái việc nhân hai ma trận quá dễ. Nó ra là 3 2 trừ 1. Ta tìm được tọa độ vector x đối với cơ sở B. Đó là cách thứ nhất đó. Em thử suy nghĩ cách thứ hai xem nào. Tôi gợi ý nha. Cách thứ hai thì mình dùng định nghĩa. Mình muốn biết là vector x này đối với cái cơ sở thứ hai là bao nhiêu thì em cứ tính theo định nghĩa là x bằng t một lần vector thứ nhất cộng t hai lần vector thứ hai cộng t ba vector thứ ba, tìm có t một, t hai, t ba là bao nhiêu thì mình biết tọa độ của vector x. Như vậy là hôm nay chúng ta đã làm được hai điều. Thứ nhất là nói về tọa độ của một vector đối với một cơ sở, và chúng ta học được cái phép biến đổi tọa độ, tức là so sánh cái mối quan hệ giữa tọa độ của một vector đối với hai cơ sở. Các cái khái niệm như thế này các em cần phải nhớ, bởi vì như nói từ đầu á, là các cái khái niệm nó giúp cho mình học được tốt hơn các khái niệm giới thiệu tiếp theo. Thứ hai, nó là cái công cụ để mình làm toán. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần cuối cùng của chương không gian vector. Thân ái chào các em.